Ủa anh, nếu như làm YouTube ở ở nước ngoài mà bêu xấu Việt Nam thì có bị Việt Nam mình khởi tố không anh không? Nếu mà nước ngoài sống theo luật nước ngoài, ở Việt Nam luật Việt Nam, hai luật của hai bên đâu giống nhau đâu. Sao khởi tố được công dân nước người ta ba? Kêu an ninh mạng của mày qua Mỹ bắt nó đi, cái gì cũng có lôi an ninh mạng ra, đâu rảnh háng đâu qua Mỹ bắt nó làm chi? Cấm nó về Việt Nam đủ đen rồi. Một cái thằng mà nói tiếng Việt mà bị cấm về Việt Nam là cái thằng đó thôi, mày tao nói thiệt với mày đen luôn. Cần gì bắt bắt chi? Để cho nói cho vui vậy đó, để cho nói cho vui, để bên đây lôi ra đam lại cho nó có pháo, hợp lý không mấy bạn? Đời nó có đít phải có đát chứ, có thằng kia thì cũng có Duy Nguyễn thôi. Đang sống ở bên Mỹ quốc tịch Việt Nam về làm gì ba? Thì đang sống bên Mỹ quốc tịch Việt Nam về làm gì ba? Mà nghĩ coi nó không muốn về Việt Nam, nó chỏ mỏ nó nói tiếng Việt để làm gì ba? Hợp lý không bạn? Ủa sống ở bên Mỹ quốc tịch Mỹ nói tiếng Việt làm gì ba? Đó, đam nhẹ là đam câu đó, đam nặng á là đam sống ở bên Mỹ quốc tịch Mỹ, tiền nhiều giàu có, chỏ mỏ về Việt Nam làm gì ba, trong khi không muốn về Việt Nam mà nói chuyện ngu vậy ba? Rồi trả lời đi ba, chắc gì đã có quốc tịch rồi, cái chuyện đó thì khoan bàn. Mình cứ mặc định cho nó có quốc tịch trước cho nó oai vậy đã, chuyện đó từ từ mình bóc sao. Mấy đứa phản động đam không bao giờ thắng được Duy Nguyễn, thứ nhất nó là kẻ thua cuộc thì có không có lý lẽ nào kìa được, thứ hai thằng công đi cào phím thì đam sao lại cái miệng, suy ra thua toàn tập. Nói gì nghe cũng có lý. Nói gì nghe cũng có lý, nói thay tiếng nói của người dân trong nước thôi, nói làm cái gì ba? Mày rảnh háng quá, mày về mày cứu người ta đi, nói làm gì? Người ta cần mày về cứu chứ người ta không cần mày nói giùm, đúng không? Tại vì mày nói chưa chắc hay hơn họ, rồi về cứu đi, họ khổ lắm kìa, về cứu đi mày. Quốc tịch mẻo mà đòi đại diện cho Việt Nam đó, thấy không? Fan anh dưới đam mày câu nào mày cũng tập luôn. Gì à? Tiếng Việt là tiếng Trung chứ không phải tiếng của miền ngoài. Tao là miền trong này, tao đâu chứa mày đâu. Mày cũng đã miền trong đâu chứa mày đâu, mà miền ngoài với miền trong nói chung không có miền nào chứa mày vậy đó. Nha, phản động. Hợp lý không các bạn? Bao nhiêu bạn miền trong ở trong này chấp nhận chứa phản động comment lên. Còn tôi là miền trong nè, tôi sinh ra Bến Tre, tôi lớn lên ở Sài Gòn, ở miền trong rồi. Đúng không? Tôi đâu có chứa phản động đâu. Gì à, mày nói chuyện ngu thế, con Quỳnh bên Nhật sao vẫn nhiều người xem? Con Quỳnh bên Nhật nhiều người xem nhưng mà đã nhiều nhất hay chưa? Mày đam mấy con khỉ gì? Đúng không? Nhưng mà nhỏ nhỏ đó nó làm video hay. Mày so cái gì? À, còn mày biết Thơ Nguyễn không? Nó là kênh YouTube lớn thứ bảy ở Việt Nam. Ông mày gần gần được nút kim cương được kìa con. Mày tủ tôm nó ngồi đó cái gáy. Đúng là phản động lâu lâu nặng ra được cái nào hả hở bị đặt chọt. Chọt yếu quá. Về cứu với chứ dân trong nước đang khổ lắm, sáng phải phát óc suy nghĩ cái gì? Ăn cho ngán đỡ khổ, nhắc tới ăn mới nhớ sáng. Hôm nay đọc được cái tin ở trên Facebook đó, nó đăng lại gì phở Việt Nam lọt vô top gì 20 gì top 2 món ăn tự nhiên như trên thế giới đó bạn, không biết có không nha. Nó chụp hình tô phở nhìn cũng thèm thiệt. Phở Việt Nam chắc bằng bò Mỹ, xin thưa, ở bên Việt Nam này bò Úc nó phổ biến hơn bò Mỹ mày ơi. Ngoài đừng có gáy người ta một cái mệt quá à. Nếu mà nói về bò nước ngoài nha bạn, bò Úc nó phổ biến hơn. Phở Việt Nam ta làm bằng bò gì cũng được thôi, bò Việt Nam cũng được, mà chỉ có một loại bò nó không được vô tô phở thôi, mà nó nằm ngoài tô phở nha các bạn. Tôi đố các bạn nghe, trên thế gian này á, thí dụ như bò Úc nè, bò Mỹ nè, bò Kobe nè, bò Việt Nam nè, nó thì nó được nằm ở trong tô phở, nó được người ta chế biến thơm ngon này nọ kia, nhưng mà có một loại bò nó không được nằm trong tô phở. Vậy thì khi mà tô phở á được vinh danh thứ hạng hai thì không có vinh danh cái con bò nằm ngoài đó, mà con bò này chỉ nằm ở ngoài tô phở thôi. Đố bạn đó là con bò gì? Đó là một cái câu mà Duy Nguyễn trả đam cho con phản động mất dạy này. Anh Duy đam hay quá, anh đam giúp em thằng bạn nói Việt Nam Cộng Hòa mang lại sự nghiệp cho người Việt Nam, sự nghiệp đu càng vĩ đại. Đó đam đó. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới mang lại sự nghiệp đu càng vĩ đại thôi. Đó, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới mang lại sự nghiệp gì? Sự nghiệp cào phím sống mãi mãi trong đầu chúng ta. Phục quốc online. Chúng ta thấy có quốc gia nào vậy không? Trận Mậu Thân có phải là bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đúng không Duy? Rõ ràng. Trận nó nói nhiều lần rồi. Trận đó là bước ngoặt đó. Nhiều trận bước ngoặt lắm. Trận Đồng Khởi cũng bước ngoặt vậy. Mà không, trận Mậu Thân cũng bước ngoặt vậy. Chính Nam Lào cũng bước ngoặt vậy. Mùa hè đỏ lửa cũng bước ngoặt vậy. Điện Biên Phủ trên không cũng bước ngoặt vậy. Rồi chiến dịch Hồ Chí Minh đưa bên kia vào ngõ cụt luôn. Anh nghĩ sao nếu chiến dịch Hồ Chí Minh thất bại? Em nghĩ sao khi con heo nái biết leo cây? Lúc đó ngụy quân ngụy quyền còn gì nữa mà đánh, quân giải phóng đã phá cái nhà chợ bên Mỹ rồi,
Đó, hiểu không ạ? Quân giải phóng nó phá cái nhà chợ bên Mỹ rồi. Từ lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đánh bằng cái niềm tin nè. Nên chiến dịch Hồ Chí Minh chắc chắn là thành công. Mà thành công như thế nào thôi? Thành công vang dội hay thành công vừa vừa? Anh Duy đọc comment của anh đi, anh có cách gì để đam 2 triệu người di cư vào Nam không? Thiếu cha gì cách? Cái vụ mà di cư vào Nam tao đam mà nó thiệt mày 3 năm nay luôn rồi đó. Đam mấy chục lần luôn mà chưa có lần nào lặp lại. Giống ở Biển Đông, thằng nào đánh trước thằng đó sai, nhưng tàu lạ đâm suốt. Ôi Biển Đông lại gì đồ cơm. Đúng không? Biển Đông là đồ cơm thôi. Bây giờ tao nhắc mày cái chuyện này mới mới hài nè. Đúng không? Con thằng kia đã bắn trước xong rồi đàn em nó đu càng luôn, thằng nào tên quên rồi. Bây giờ ra một cái nghị định, hai bên tạm thời bình tĩnh đi, ngồi xuống ăn cái bánh uống ly trà. Thằng kia đã bắn trước mấy bạn. Xong là nguyên đám đàn em đu luôn. Cái cú đó mới là ngu. Đúng không? Bạo lực là không bao giờ đúng. Bạo lực là không bao giờ đúng. Làm tự nhiên cái xe tăng hút cổng luôn. Đúng không? Lý do quá đã luôn. Mỹ ứ luôn, Mỹ không cãi được luôn, Mỹ thua. Trời đất ơi, mẹ tao làm thầy mà mày đốt sách. Biết cái vụ vaccine COVID-19 của Việt Nam chưa duy, yêu nước quá thì chích trước để chứng minh đi, hay nói. Mày có bị điên không mày? Vaccine của Việt Nam sao chích được, chưa chưa xong sao chích, đồ khùng. Vaccine của Việt Nam người ta đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm, phản động ảnh mãn ngu. Đúng không mấy bạn? Thằng Ren Docker đã nổi tiếng như bạn, nó bền vững luôn á. Thằng này thuộc dạng phản động ngu. À, Việt Nam mà đòi vượt Thái Lan hả? GDP nó 500 mấy tỷ, tỷ phú cũng đông, hoàng gia thì giàu, suốt ngày ảo tưởng đòi vượt qua Thái đồ. Mày nghĩ thằng Thái Lan dậm chân tại chỗ mà. Đúng, thằng Thái Lan đâu dậm chân tại chỗ đâu ba. Thằng Thái Lan nó đi lùi. Thằng phản động này được cái nó đúng. Thằng Thái Lan không có dậm chân tại chỗ. Thằng Thái Lan nó đi lùi. Mấy bạn lên Google, mấy bạn trách giùm mình coi thằng Thái Lan năm nay GDP nó âm bao nhiêu phần trăm. Đó, bây giờ thằng phản động mà Thái Lan mới chứa chấp mày mà đi mày bưng bô cho nó. Tôi nói thiệt các bạn á, những thằng mà đề cao Thái thì đa phần á là phản động. Tại vì sao? Tại vì phản động á khi ở tù ở Việt Nam ra đó, xong rồi phải đi qua bên Thái Lan ở vài năm, ta gọi là ở trong trại tị nạn, đúng không? Xong rồi lúc sau đó mình mới đu càng qua thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba có thể gọi là Canada hay là Mỹ, rồi từ đó mình làm YouTuber. Đó, dòng đời của một phản động nó sẽ là như vậy. Hợp lý không? Nên thường thường giờ tụi nó bưng Thái lắm, tụi nó bê Thái ghê lắm. Đó, Thái bưng kênh kinh lắm. Một đất nước gì đâu mà không có chiến tranh làm giàu trên chiến tranh Việt Nam mà giờ lè tè lẹt tẹt nó mà gáy. Sổ đỏ ở Việt Nam cũng giống như quyền sử dụng đất thôi, có giống bên Mỹ quyền sở hữu đất đâu mà gáy. Ô mày, tao gáy cho tao mà cho mày chết. Mày mua cục đất bên Mỹ mày xây tao coi, bố láo. Trời đất ơi, thằng ở bên Mỹ con mẹ cù giặt lông về đất mà đặt gáy. Mày ngon mày qua bên Mỹ mày mua cục đất mày xây cái nhà lên giống tao coi, tao mới sợ, tao mới nể mày. Sao sự bố láo. Còn cái nữa, cuộc đời tao nhỏ lớn tao chưa thấy cái sổ đỏ bên Mỹ nó gan sao luôn á. Không, ở Việt Nam này nó còn có cái sổ đỏ. Đây chi mình nóng quá mình cầm mình quạt vậy nè, hiểu không? Mình quạt vậy nè. Đó, mình cà khịa mấy thằng mất đất. Mấy thằng mất đất là mấy thằng gọi mà đu càng mà gáy á các bạn. Trời đất ơi, tưởng sao bên Mỹ mà gáy hả con? Anh Duy thấy việc mua nhà trả góp 30 năm có điểm gì tốt cho dân Mỹ không anh, ngoài việc có lợi cho chính phủ Mỹ và ngân hàng có cái nhà chui ra chui vô thôi chứ gì đâu em. Thì đỡ đường cảnh ở nhà mướn. Thì bây giờ mua nhà trả góp 30 năm thì có cái nhà chui ra chui vô, mang tiếng ừ mình có chủ nhà, mình có cái nhà vậy thôi. Khác chi việc phải trả phải, thay vì bình bình thường bây giờ á, em ở nhà thì em trả tiền cho ông chủ đúng không? Em mướn nhà nó em trả tiền cho ông chủ nhà nhà của nó. Còn bây giờ em cũng có cái nhà mà em trả tiền cho ngân hàng thì 30 năm sau thành nhà của em. Vậy thôi. Đó là điểm lợi đó. Thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ toàn từ đi làm 4 5 năm mua nhà mua xe hết cả rồi, kể cả trả góp ở Việt Nam cũng trả 5 7 năm là hết, không như bên Mỹ trả nợ cả đời. Đúng, ở Việt Nam nó có nhiều hướng đi hơn, rồi tài sản nó cũng tích lũy dễ hơn. Còn bên kia trả góp cả đời thiệt chứ. À gì? Xa 20 năm sau quy hoạch người dân Thủ Thiêm sống trong cơ hàng tăm tối. Những bài này mày có đọc không Di Bò? Có đọc thì đã làm sao? Thì bây giờ ví dụ như trong quá trình quy hoạch mà lỡ mà có lỡ tay gì đó thì bây giờ phải khắc phục sửa chữa thôi, có cái đầu căng đúng không? Tao đâu đồng tình cái sai, đã làm sai phải chịu trách nhiệm thế thôi. Có đọc hết nha. À, nãy có thằng kia nói Việt Nam làm công 5 7 năm mua được nhà Sài Gòn, nếu hồi xưa anh Duy Đam được câu này không? Làm công 5 7 năm mua nhà Sài Gòn chuyện bình thường chứ đâu lo khó, quan trọng làm gì thôi. Mày tưởng là làm công mà làm công nhân ha, quan trọng làm gì? Anh Duy có ủng hộ việc đánh thuế căn nhà thứ hai không? Nếu xảy ra anh nghĩ như thế nào?
Nói chung thì anh mua 4 nhà rồi, anh sẽ ủng hộ. Làm công làm nhân viên văn phòng hoặc làm cơ quan nhà nước, mua nhà phố Sài Gòn được không anh? Được, ba mẹ mày cho tiền mày mua. Mấy thầy trường Tôn Đức Thắng giờ nổ ghê anh. Nói sinh viên trường Tôn Đức Thắng ra trường là trùm Việt Nam, ra trường vài ngàn đô là dư sức. Có mày xạo chó đó chứ thầy nào nổ vậy? Mày bớt quăng pháo cắt tiếp đi con, đồ mất dạy. Thợ hồ ở Việt Nam sướng hơn thợ nail leo bên Mỹ. Nói cái này thì cũng có ý đúng á, không phải giỡn đâu. Nó nói cái này là cũng có ý đúng nha các bạn, chứ không hoàn toàn sai đâu nha. Nhưng mà đam thì đam vẫn được, tức là cái câu này là 50-50, tùy à, tùy tới hứng lên à. Giờ đang vui ủng hộ không đam, mới mốt chán đời quay lại đam. Người người châu Á ở Mỹ bị kỳ thị quá kìa, tại ông Trump á. Tại ông Trump, ông nói ông dùng chữ cúm tàu đó, ông dùng chữ cúm tàu nên giờ dân nó ghét, nó kỳ thị luôn, nó đâu biết tàu hay là châu Á thì nó kỳ thị hết. 1,9 tỷ đô là gói cứu trợ cuối cùng của Mỹ đúng không anh? Ai biết? Anh nghĩ gì về quân Myanmar giết trẻ em không? Không bình luận mẹ. Trẻ em mày nhà học hành đi, ai giết? Đơn giản vậy thôi. Trẻ em mày ngồi nhà học hành đi, ngồi coi vlog anh Như Nguyễn rồi đi, ai giết?